sumo, chiếc bụng không đáy. Đây, đột kích vô nhà bé Trâm là có những thấy là có những cái gian hàng như vậy đây cả nhà, nấu nướng như vậy đây. Đây là góc quay phim này của bé Trang đó nha, Trang TikTok đó. Trang, bé Trang hay đứng đây quay TikTok này. TikTok tên gì vậy cha? Trang Gucci hả? Trang Oxy. Bé Trang Oxy, hello con. Trang Oxy. Này là mấy cái muối chấm của bé Trang bán nè. Cái này là mắm. Cái này sốt mắm. Sốt mắm. Đúng rồi, sốt mắm. Này. Còn đây là em không biết món gì của Trang luôn á. Nha nghĩ là nước muối, mắm chua ngọt, nước mắm chua ngọt, đó. muối. Đây là này sốt hoàng kim. Sốt hoàng kim. Đúng rồi. Giỏi nha. Nói chung là nhiều. Có bông lau bông lúa nữa nè. Đúng rồi, góc quay phim nè, nấu trong mấy cái bếp nè, rồi củi nè. Là nấu đồ gỗ hết luôn. Đó, có quầy. Coi đó, cái kiểu vậy. Không gian bếp của bé Trang nữa hả? Đó. Thì ở đây cả nhà hôm nay thì chào đón anh em chợ phiên Tây Bắc đã trở lại với nhóm, lại anh em lại tiếp tục vào một hành trình làm miền Tây. Thì khi mà biết tin anh em vào đây thì Nga đã tranh thủ để mà quay xong với em Song Hỷ một ngày quay 3 video, để mà thời gian mà mình nghỉ ngơi 1-2 hôm là Nga sẽ chạy ngược lại về Sài Gòn để mà đón anh em chợ phiên Tây Bắc để đi tìm anh em nữa nha. Nãy giờ là thấy là có cái đám cưới đang bay flycam ở ngoài cả nhà. Đó thì Nga và chị Phú cấp tốc mà từ miền Tây chạy về đây để mà chào mừng anh em lại quay trở lại. Vừa rồi là đáng lý là anh em dự định với nhau là đi miền Tây, nhưng mà có một cái sự cố bất ngờ về gia đình bên anh An, cho nên hành trình nó bị giang dở. Nhưng mà bây giờ lại tiếp tục tiếp nối. Cho nên mấy chị em sáng nay đã có nhờ em Trang, em gái của anh Trâm, giúp cho em đi chợ để mà mua những cái món này. Tí gửi tiền lại cho bé nha bé Trang ơi. Sau đó thì mình sẽ nấu cho anh ăn một bữa cơm. Thì đây, ở nhà. Sau đó thì anh em mình ăn bữa cơm xong lên Sài Gòn và tiếp tục miền Tây thẳng tiến. Rồi. Tiếp tục hành trình chứ. Yeah. Và đại gia đình lần này Nga bắt cóc được em Trâm đi 3 ngày đó nha cả nhà. Em Trâm lại bị mất việc nữa rồi. Em Trâm lại bị bắt cóc nữa rồi. Bị bắt cóc rồi, nhưng mà em Trâm cố gắng lắm là sẽ ở với bên mình là 3 ngày. Thì hành trình miền Tây tiếp theo của tụi Nga sẽ là ngắn lại một chút, là khoảng chừng 3-4 ngày thôi. Đó là anh em lại tiếp tục là sẽ đi qua tìm những cái hay, cái mới để quay. Có thể là hành trình miền Tây chuyến này là chị Phú có thể là ở 3-4 ngày. Nga với Nga lại tiếp tục đi quay. Mà cũng có thể là mấy anh em lại tìm một cái nơi nào đó, một cái hướng nào đó nữa, có thể là miền Tây, miền Trung hay cái gì đó để quay, thậm chí là nước ngoài. Nói chung là hy vọng là quý khán giả luôn đã đồng hành và ủng hộ với anh em mình. Cho phép anh được chia sẻ vài lời là đợt rồi thì là gia đình mình cũng có một chút việc, do vậy là cũng có lỡ một chút cái hành trình của anh em mình, mà khi bây giờ mình đã quay trở lại rồi thì là hy vọng là khán giả ủng hộ. Và một lần nữa là xin chân thành cảm ơn quý khán giả của kênh Nga Sumo cũng như là Long Khánh của em, của chị Phú đã gửi những cái lời mà động viên đến gia đình nhà mình. Và cái thứ hai nữa là cũng không biết nói gì hơn cả, vì là với em Nga, với là chị Phú cũng như là bé Trâm là một người chị, người em rất là tuyệt vời, và bay hẳn ra ngoài để chia buồn cùng với gia đình nữa, không biết nói gì nữa. Cảm ơn em rất là nhiều. Đấy. Mình anh em mình không có dùng từ cảm ơn cho anh em mình là gia đình. À. Không có cảm ơn gì hết đó. Anh em mình là gia đình mà đi cùng nhau thôi. Bữa nay biết anh là mất hết 6 kg rồi cả nhà. Anh em có chuyện buồn, gia đình buồn, cho nên mình hôm nay mình không bỏ đây. Đây là thịt ba chỉ. Hôm nay là 5 kg thịt ba chỉ đây nha. Đây. Và đặc biệt hôm nay thịt ba chỉ này á, em sẽ lấy nước chấm thần thánh này. Này. À. Đây. Nước chấm thần thánh, tất cả các nước chấm thần thánh này. Hôm nay mình sẽ ăn thịt luộc ba chỉ chấm. Nước chấm thần thánh của Trang Oxy Food nha mọi Trang người. Trang Oxy Food nha. Đúng rồi. Mình sẽ mời em Trang lên để mình phỏng vấn một xíu. Còn hôm nay là có đây nữa nè anh An. Đậu rồng thì mới vừa ra ngoài và ngoài đây chôm. Nãy có thấy quả đậu rồng đâu rồi. Đây là tiêu xanh nè. À, tiêu xanh nè, nấm nè. Nấm nè. Đó, anh em biết bữa nay em nấu món gì cho anh? Bầu. À, con ra đưa hộp vịt lộn cho con nghe. Đây bên kia. Đây. À, đặc biệt đây là cái cá. Đây, lựa. Mình dặn bé Trang lấy cho mình là con cá tươi nhất. Cái gì đây? Mẹ. Bụng thôi. Bí mật hết hôm nay em nấu bí mật hết. Đây là vịt lộn. Hộp vịt lộn này tí nghe sẽ nói cả nhà biết là
Nga đặt á là con vịt đó phải đứng đợi nó đẻ ra. Đợi nó đẻ xong rồi lấy bỏ vô rơm đem về. Tí Nga sẽ giới thiệu cả nhà cái nơi mà Nga lấy con vịt mà nó đẻ cái quả trứng này ra đây. Đúng rồi. Thì hôm nay là còn ở đây có bầu nè. Bầu nè. Tắc nè. Đó, tí là Nga sẽ nấu có bún. Củ cải. Anh Nga sẽ không biết em nấu món gì đâu, đặc biệt có tiêu nữa. Tiêu xanh. Đây là tí sẽ thấy nha, tiêu xanh nha. Rồi bây giờ mình vào bếp thôi. Rồi, đây. Ok. Có cần gì anh phụ thì không, anh chỉ việc lên chạy đá thuốc nào. Chị lạc vàng đi. Đây mấy chị em mình, mấy chị em mình. Đây, cảm ơn. Anh lên chạy đá thuốc nào với chú. Đó, anh đi lên với ba em đi. Rồi, bye bye. Chuyến này thì sẽ không có ba với má mình đi nha cả nhà. Ba bị nứt xương chân á cả nhà, nhưng mà ba muốn đi hành trình chơi với con cái. Nhưng mà trong hành trình vừa qua là Nga không có để cho ba quay hay cái gì cả. Nhưng mà mình sót, mình thấy chân ba mình sưng chưa có lành, mình sót quá. Bây giờ chiều nay mình sẽ đưa ba mình vô bệnh viện bó chân lại. Cho nghỉ ngơi một tháng luôn. Cho ngơi một tháng luôn. Rồi đi thôi cả nhà ơi. Và đặc biệt là có má ở nhà chăm ba nha. Cái có ba mẹ mà... ở nhà là sung sướng rồi. Có thì vậy thôi. À, My phải cho má My ở nhà với ba. Ba mới chịu nó ok luôn. Hôm nay là chị Nga nấu cho ăn luôn. Chị Nga đến nhà mình nhưng mà chị Nga nấu cho mình ăn nha mọi người. Ba lần rồi đó nha. Rồi, không biết chừng nào mình mới có cơ hội nấu cho Nga ăn đây. Nhà em có bột sẵn, bột mì vậy? À có bột chị bên bột kia. Bột năng á. Bên kia còn. À đưa cho Nga đi. Nhưng mà bóp muối xong rồi. Đổ cái này đi nha. Cái chăm cho nhiều bột này vô. Bất kỳ bột sẵn hay bột mì cũng. Tại sao lại cho bột vào chị? Thì nó sẽ khử được độ dơ. Em nhìn cái nước nè. Đó. Thấy không? Cái miếng thịt nhìn nó tươi tắn chẳng chỉ đi ha. Mấy miếng thịt này được tắm kỹ quá. Miếng này thì mình sẽ kho cá. À mỡ nhiều phải không? Ừ, con này là mình luộc. Miếng này kho cá. Nghe là cứ mỡ là khoái này. Miếng này kho cá là luộc. Kho cá thì mình thái này. Thái là lấy cục ra vậy bỏ vô cá khó thấm ngon lắm. Hôm nay là nhà hàng Trang Oxy tuyển bếp trưởng Nga Sumo về. Đó. Cực kỳ chuyên nghiệp nha, lần đầu tiên mà mình được thấy chị Nga nấu bếp. Để em cho. Mọi chuyện để Nga lo. Mọi chuyện Nga, có Nga. Nga là bếp trưởng rồi. Ok. Một vịt lộn trắng như Ngọc Trinh đó Trâm. Trắng cỡ Ngọc Trinh thiệt mẹ. Sáng giờ phải đợi con vịt nó đẻ ra ấp đi rồi mới được. Tí Nga sẽ giới thiệu cái địa chỉ ra cho cả nhà. Đúng chuẩn một vịt lộn nha. Muốn bao nhiêu ngày tuổi đều có nha. Đúng rồi. Mình muốn ăn non ăn vàng mình có thể nói được luôn. Đúng rồi. Mà con vịt mọc răng ra cũng được luôn nha. Nè chị chủ tên là Diệp nha cả nhà. Tí Nga sẽ để địa chỉ cho cả nhà xem. Đây mình có cái này. Hành tím. Ớt thì tím mình kho khô sâu. Nè, xíu muối.
gì? Mình ướp này trong vòng 25 phút nha. Ướp cho nó sống rồi mình mới thôi. Đúng rồi em. Tiêu xanh thì sao chị? Tiêu xanh tí mình bỏ lên trên đầu. Đây có tiêu bột nữa đâu, chấm à. Tiêu bột. Thơm quá. Thơm không? Tiêu nó nhà em trồng luôn á. Ghê vậy? Ừ, nhà em trồng rồi tự xay. Tiêu xanh nhà em hái luôn hả? Đúng rồi. Rồi. Nga với Trâm với chị Phú sẽ đi chặt lá chuối nha. Khám phá khu vườn của bé Trâm. Bây giờ sẽ dẫn mọi người ra ngoài vườn. Vườn trồng nhiều rau lắm nha, đừng cái đùa. Đang ươm cái gì trong đây vậy? Dạ đang ươm cây rau á chị. À. Thì, cái mùa trước nó hết rồi á. Giặt đồ có cái mền của con vịt màu vàng nữa nè. Chị nhớ cái con vịt màu vàng của ôi, em. Ôi, dạ. Đủ đủ, đẹp chưa nha. Ôi ôi, vườn chuối kìa cả nhà ơi, sầu riêng đồ ha. Đây là nha. Đu đủ nè. Chị leo bẻ đu đủ nha. Thích hả? Được không? Được không? Chị leo được không cha, chị leo. À, trời đất ơi, thiệt á hả? Rồi. Thiệt chơi luôn. Chị cắt hai cái chính luôn kìa. Trời ơi, chị Phú leo bẻ đu đủ kìa. Cẩn thận chị ơi. Từ từ nha. Đề phòng củi lửa cho chị Phú. Chị Phú mình là được cái là rất là đỉnh, cây cối nào chị Phú cũng hạ hết được hết đó. Chị nhẹ lắm. Rồi, chăm chụp đu đủ cho mời. Chị nhẹ lắm có 50 cân. Này đúng rễ đu đủ luôn sao lắc dữ. Bẻ dưới dễ bẻ hơn. Em thấy nguy hiểm quá chị Phú ơi. Cố lên nha chị, bẻ hết cho hoài luôn. Đây. Đu đủ này lát mình làm chế muối ớt mình chấm là đỉnh á, nấu đây, nấu canh giò heo. Đúng rồi. Ừ. Đu đủ này ngon lắm. Đây, chị rồi. Đi. Hai quả được rồi chị Phú ơi, bẻ nhiều. Thêm đi, bẻ thêm đi. Thôi được rồi chị Phú ơi. Mũ nó nhiễu lên rồi chị. Ui ui ui. Trời chị Phú leo giỏi chưa? Coi chừng sập vàng. Không, cái vàng rau này chắc lắm. Rồi. Bây giờ mình sẽ đi qua mình chặt lá chuối. Chị Phú hái đỉnh nha. Ồ, chị thích mấy cái quả chuối này nè, Trâm ơi. Ôi ôi. Ôi, đây nè, bên đây một quầy nè, bên kia, ngoài kia cũng còn quầy nè. Bên kia chặt nữa. Luôn cho rồi, đừng cản em ra. Chơi. Hết hồn. Tưởng chặt quầy chuối. Thường như vậy, hù chị Phú. Hù chị Phú xíu thôi. Cái này là chuối già hương nha cả nhà. Bây giờ chị em mình chơi trò bắn súng không? Ở trong kia mới. Đây. Mình chơi trò bắn súng nha. Lại chơi trò trẻ em nữa nè. Em biết trò này rồi. Này xuống đây. Ngày xưa là má mình hay làm gì cho mình đúng không nè. Mỏng mỏng thôi ha. Ê coi chừng mũ chuối nó nhiễu người em á. Ừ. Xong rồi bẻ ngược lên. Đó. Này vô lắm nè. Đó. Hơi bắn và bật luôn á. Dạ. Đây. Bắn súng nha. Hôm nay mấy chị em mình chơi trò bắn súng nha cả nhà. Chơi nhà chòi. Chị em mình chơi nhà chòi. Thiếu điều chưa dựng cái lều ở đây ngồi luôn rồi. Uh-huh. Mát ha. Kế bên à, kế bên đang có đám cưới cả nhà ồn lắm. Cả nhà thông cảm nha. Dạ, liếc hơi ồn. Kêu nổi không? Không biết luôn. Không nha. Má kêu nổi không thấy thôi nó cảm giác như nó không. Hên xui. Rồi, hên xui nè. À. Cái mũ chuối coi chừng mũ chuối cho người kìa. Mũ chuối đâu? Cả nhà coi Nga bắn nè. Súng nha. Nhắm thẳng tí nha. Ô! Kêu rồi, giờ tới Trâm. Cứ tưởng nó không kêu mà. Giờ tới Trâm. Đây. Này, đây là cái súng ấu thơ của mình ở nhà rồi, Trâm bắn đi Trâm. Đây, để em. Nhắm thẳng mấy Trang. Mấy Trang giơ tay lên. Đầu hàng chưa? Đầu hàng chưa? Ô! Mấy Trang chết hai mạng rồi nha, tới chị Phú nha. Mạng ba. Chị chắc nghi đạn lép quá. Không chị, nhìn thì thôi, lỡ chị bắn mạnh hơn em sao? Lỡ chị bắn xong mà cái súng này nó bay qua người mấy Trang luôn á. Bắn hả? Mạnh lên chị. Mấy Trang. Nhắm mấy Trang giơ tay trước màn hình đi, mấy Trang đầu hàng đi, giơ tay trước màn hình đi. Rồi. Cũng kêu đó cả nhà. Bây giờ mình lụm lá vô nha, để mình cắt lá mới nữa chị. Cắt lá mới hả? Ừ, ok, lá này hơi già ha. Đi tìm lá non. Đâu? Ok. Ok, một tàu này là quá đủ quá cả nhà ơi. Đi thôi. Vô. À, có cái cốc nè, chị ơi. Chặt đứt quả cốc này nha. Ê, cái dãy quả cốc. Ăn quả cốc. Cuối cùng. Ê, chỉ có một quả duy nhất. Thì đó, một quả là ai nữa hả? Thôi, còn một quả đó. Thôi, đúng rồi, mời cả nhà luôn đi, ăn luôn trên tay luôn chị, ăn luôn trên tay luôn. Ai chà chà. Rồi. Đừng có dụ chua lắm. Trời ơi. Sực. Ngon. Ăn. Cảm ơn. Ăn hết đi chị, hai hít. Ôi má ơi. Trời ơi.
Trời, lá cốc non này lát vô ăn rau luôn. Không thiệt, mang cái lát non này ăn rau. Lát hai cái này. Đây nè, hái thêm cái lá luôn. Đây. Em mới giới thiệu còn trái mà chị phát hiện đây ba trái nè. Đâu? Đâu? Trăm gian dối. Rõ ràng cùng ba những ba trái để cho lớn đó chị. Cái đọt đó. Đây. Đây nè. Mình hái vài đọt thôi để mình nhâm nhi cho vui thôi. Hái hết rồi. Lá đâu mà mọi người dùng. Rồi đây. Để vô thôi cả nhà ơi. Đừng có luộc chín quá, luộc khoảng chừng 65-70% thôi. Ừ, nước giờ chưa sôi mà. Giờ nó sôi lên khoảng chừng 5 phút là tắt bếp. Rồi, ok. Ừ, có ớt, có cá này. Ngon chưa? Đây em. Đây. Còn một cái lá cá kìa. Này ngon chưa? Hấp dẫn à. Rồi. Đảo đường lên. Bữa nay mình không có nước màu cho nên mình sẽ phi đường. Phi đường này lên. Đấy, nồi thịt bên đây thì đã sôi rồi nè. Đây, cái bên là một nồi thịt đang sôi cũng sắp chín rồi nha. Nè, sắp chín luôn rồi. Đây là thắng đường. Mình thấy màu không ạ? Cái này mình sẽ làm cho thành màu cánh gián. Cái này thơm nó đẹp. Bên đây nè Trâm. Đây cho Trâm coi bí quyết nữa nè. Ít bỏ ớt là vậy nè. Đây hũ sa tế. Wow. Đây chính là chảo sa tế thần thánh của bé Trang nha. Tí mình sẽ cho vào. Sa tế này là bé Trang làm để bán chuẩn bị ra mắt sản phẩm mới là combo bánh tráng sa tế nha cả nhà. Đúng. Chớ là đám cưới lớn nhạc quá. Chịu thôi khán giả ơi, thông cảm nha cả nhà. Làm YouTube mình có thù với lại âm nhạc với lại những cái đầu vịt, đầu gà, đầu heo đồ. Cô bé màu vàng, độ nón màu xanh lá. Bữa nay bất ngờ xuống bé Trâm cho nên không có mặc đồ của Trâm, nhưng mà đồ Trâm làm chị Nga vẫn mang đi hành trình đó Trâm nhé. Đây, màu cánh gián lên nè Trâm ơi. Ui đẹp chưa? Ui lên màu đẹp rồi nè. Wow, chữ nhà. Tắt không tắt hết không? Không. Wow. Rồi, giờ cho cá vào. Sắc. Ở đây thì rồi cái thịt lúc nãy mình thái nè, mình sẽ bỏ vào, mình xào xăng qua rồi mình cho vào cá nha Trâm. Xào rồi nó tự tiết ra mỡ. Đúng rồi, mình khỏi phải đổ mỡ. Ngon không? Mắc quá, mắc rồi đó nha. Rồi, giờ đổ qua nồi cá. Rồi. Sau đó mình sẽ trộn khéo tay, mình nhẹ nhàng mình trộn cá lên đã. Bắt đầu mình kho cho nó thấm. Một lớp mỡ, thịt mỡ, một lớp cá trên, một lớp cứ vậy đó em. Đừng khéo tay, đừng cho nát cá ra được. Tí mình ăn mình để nguyên cái nồi vậy luôn. Nghe không? Nó đẹp mắt. Mướt mắt luôn đó chị. Mướt mắt không? Rồi còn quan trọng cái này. Nó quay cho nó đẹp mắt. Đây, Trâm ơi, đây. Cái này mới là quan trọng nha cả nhà. Chưa. Sau đó thì xanh lên. Thứ nào chịu nổi. Có thêm này nữa. Oh.
cuối cùng đây. Được không? Hai. Ok. Đây là dầu nóng rồi. Mỗi lần nấu ăn á nghe tiếng xèo xèo nó kích thích dễ sợ. Đúng rồi. Kích thích. Một chút xíu tiêu. Xíu á. Nghe nấu cho cô, nghe ăn là khen nức nở nha. Hạt nêm. Hôm nay là mấy trăm ăn thử. Nay nghe nghe nha mẹ nè. Xíu nước mắm để cho nó thấm. Chưa ăn mà đã thấy ngon lắm rồi nha chị. Chút xíu đường thôi. Wow. Sau đó thì bầu vô luôn. Một cỗ bầu luôn mẹ. Đúng rồi. Hồi nãy cái nước luộc thịt của mình đó em. Khi mà mình xong cái này. Dạ. Mình đổ vào. Xong lại đổ qua nước luộc thịt. Sôi lên. Bỏ tiêu xanh, mồng tơi nhúng vô. Quất. Mình sẽ sắc nhuyễn đâu đâm với hành ngò mình thả vào khi mà mình ăn. Cái món này là chị làm hơi khác so với em ăn rồi. Đúng rồi, đúng mọi rồi. Người có một cái nóc khác riêng khác rồi. Nhau. Hôm nay là mình sẽ ăn thử cái món này của chị nghe. Ok. Đảo nhẹ nhàng thôi nha. Mình tí mình lấy cái nước dùng này. Cái nước này mình sẽ dùng để mà mình nấu một cái món rất là ngon. Da heo thì chị Nga thích ăn da heo luộc chấm nước mắm thôi. Nghe chưa? Đó, thật ngon. Rồi bây giờ mình đợi nước sôi lên là mình bắt đầu lấy bếp ga mình bắt lên mình ăn như ăn lẩu em. Ok. Nóng quá. Mồ hôi mẹ mồ hôi con đổ hết rồi cả nhà ơi, thương dễ sợ không? Đây thôi giờ hai chị em mình đi hái thái thịt thôi. Ok, thái thịt nha. Ai cả nhà ơi. Núng na, núng nín, ngon chưa? Đẹp không em? Quá đẹp. Lâu lâu chị ngựa lâu nấu cho mọi người ăn miếng bữa cơm cho vui, cho điệu điệu xíu. Bên kia đang đám cưới cả nhà, có nghe tiếng nhạc không cả nhà? Nghe khổ tâm lắm luôn. Trời, miếng thịt ngon chưa? Đây là một cái mẹt nha, mẹt thịt luộc của nhà Sumo. Đây là phần thịt nạc mình đã luộc riêng cho chị Phú này. Sẽ để vô giữa. Đây là thịt nạc. Xếp y như một miếng xương cá vậy. Tình yêu như trăng như mây hoa trên mi em bao giờ. Rồi có lúc trời mưa quá ai nào ngờ. Tình yêu như trăng như sao, ánh mắt ông lạnh. Rồi cái này mở cho coi cho nghe. Nghe thích mở lắm, còn nhiều lắm. Bữa nay mình mua tới 3,5 kg thịt lần cả nhà. Wow. À. Giỡn quá. Nha. Đây thêm một bé không thể thiếu. Bé nắm tròn như em luôn, cưng ha. Rồi, lên thớt. Đây chính là hành ngò. Cả nhà có thấy kích thích không chứ? Em Trâm là nãy giờ chịu nổi rồi đó. Trời ơi. 1, 2 Action. Wow, trời ơi. Thôi, nó thơm lừng mà nó. Rồi lên thôi, dọn thôi cả nhà ơi, đói rồi. Thơm quá Trâm ơi. Đây.
Bà đứng đó nha, im nha. Đứng im nha. Đứng im đừng bất động nha. Đây là ba món chính của Nga Sumo. Wow. Chụp tấm hình em ơi. Yeah, chụp sát vô. Rồi, chụp chị Nga. 2, 1, 2, 1. Ok, rồi lên, bê lên nè. Rồi, đây là sốt gì vậy bé Trang? Dạ. Yeah. Trời đất ơi. Này là sốt me chị ơi. Sốt me hả? Yeah. Đâu, chiếu cận cảnh cho nghe coi. Em đang nấu nồi me ngoài kia đúng không? Dạ đúng rồi. Ồ. Đây là mắm rút me luôn. Mắm rút me luôn. Dạ. Ok, mình đưa cả nhà ra coi cái nồi me bé Trang đang nấu bằng củi nha. Đi bé Trang ơi. Dền như vậy đúng không em? Dạ. Đó tỏi để làm cái gì? Tỏi băm á chị. Cho nó thơm. Ồ. Ôi chị Nga quậy cho. Trời nhìn chảy nước miếng đó nha. Mình quậy tròn nha bé Trang. Bé Trang nói là quậy từ từ vậy nha. Đây chiếu gần như coi rất là dền nha. Đây. Đây là nước sốt me đúng không bé Trang? Dạ sốt me. Tí mình lấy cái này mình ăn chấm thịt luộc nha. Được không em? Luộc chấm mắm rút me. Mắm rút me à? Nhưng mà chị muốn chấm thêm cái này được không? Được, cũng được luôn à. Rồi. Thôi rồi, thôi lên thôi. Chứ kiểu này hết chịu nổi đây mày. Thơm quá. Ừ. Đi ra mình đi ăn cơm cả nhà ơi. Xong hết rồi. Đây. Hai. Phải nói là ngày hôm nay anh An nhìn coi em có em nấu được 3 món thôi. À, giới thiệu với anh đây là thịt luộc siêu to khổng lồ của Nga Sumo. Ừ. Mà cái thịt ba chỉ có rau có đồ nhất. Luôn và dạ, thái phỏng tay luôn. Ừ. Đứt tay luôn, vội quá sợ nang đói. Đây là món cá kho tiêu. Đó, còn đây chính là signature hôm nay. Đây của em là món này là signature hôm nay, đó chính là lẩu hột vịt lộn. Ôi. Lẩu bầu nấu hột vịt lộn. Ở trong đây là có nấm nè, nấm rơm nè, rau răm nè. Ôi. Đó, em biết là mấy ngày nay mọi người rất là mệt rồi, anh Phương đồ lái xe đường xa. Rồi anh Phương phải chạy liên tục 8 tiếng đồng hồ để chạy về đây để cùng em với lại chị Phú Long Khánh của em đón anh An. Chị Phú thì tay chị Phú đang rất là đau mà chị Phú còn cầm máy cho mình nữa. Em cảm ơn chị Phú rất là nhiều. Đấy là một cái điều là rất là vinh dự với anh. Cái điều thứ hai nữa là anh bảo để anh phụ cho. Thì bảo không là sao, anh chỉ việc nghỉ ngơi không, thôi. Không, ý nói là kiểu để phụ cho nhưng mà lại bảo là anh cứ lên nhà đi trà đá thuốc lào với bố đúng em với lại cả anh Phương đi. Cả nhà là thôi, mình không biết là cái món gì nhưng mà lên một cái thấy một nồi siêu to mà lại là nồi kiểu như là dạ. Gì nhỉ? Nồi lẩu trứng vịt lộn ạ. Mời anh. Đó, tình cảm của em dành cho anh đó, nên múc cho ba mình. Thề luôn đấy. Đây cả nhà ơi, đây là món nồi lẩu hột vịt lộn của Nga Sumo nha. Ok, có nước lẩu liền cho em đây. Con mời ba. Anh chưa, tức là khi mà một cái nồi lẩu nào đó ấy, thì cho trứng vịt lộn vào nó sẽ rất là ngọt nước. Dạ đúng rồi anh. Thế nhưng mà hôm nay Nga lại nấu cái món là lẩu trứng vịt lộn luôn. Dạ đúng rồi anh. Thế thì nước này khả năng là rất là ngọt. Ôi da nóng nha, cẩn thận bé Trâm. Rồi bé Trang. Này ở dưới đây rất là nhiều hột vịt lộn. Bữa nay tới nấu tới gần 40 quả luôn mà. Em có để lại một ít cho chú. Chú bữa nay đi đám cưới cả nhà ơi. Bé Trang được cà rốt không em? Bên cạnh thì có một cái đám cưới rất là linh đình các bạn ạ. Dạ. Nếu như mà cái nhạc nó mà hơi ồn ào một chút mong cả nhà thông cảm nha. Thông cảm cho anh Phương. Đó. Anh Phương hôm nay vừa rồi là nguyên chuyến hành trình miền Tây, anh Phương đã chạy rất là giỏi nha. Chăm sóc anh Phương. Anh Phương với hai trứng. Riêng anh Phương với hai trứng. Hy vọng là một dịp gần đây nhất là anh Phương ra Tây Bắc. Phương. Ra Tây Bắc thì không là em cũng múc cho chị Phú miếng. Chạy xe cho nó. Chị Phú của mình đường, chị của mình rất là thích ăn rau với lại bí luôn. Để múc rau với nấm cho chị mình. Chị mình đây. Lòng cánh của em nha. Cho chị ăn bốn quả. Hết chỗ chứa em phỏng tay ra nè. Tí. Chị Phú. Từ từ nha. Nhà tội nghiệp chưa? Nhà lấy cái chén vậy đây, thôi kệ lỗi kỹ thuật chơi luôn. Nhưng mà đây còn chén này. Thôi 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 thôi. Chén đó tí ăn bún. Tí ăn bún. Thôi. Thôi làm thế. Tại thế. Ba em rửa hơi kỹ hả? Cái này để cả nhà. Có tiêu xanh ở trong nữa nha. Ừ. Ăn rất là tốt. Ừ. Anh An thổi cái chén rồi em mời anh An thử món đầu tiên. Món lẩu hột vịt lộn nha. Đây có gừng ở trong nữa. Đó. Cho nên nước rất là thơm. Ai cả nhà ơi, thôi mình mời anh An ra đòn trước đi. Cái nước sốt. Đây từ từ, xin em xin phép dừng một giây để giới thiệu. Đây là nước nước gì đây em bé Trang giới thiệu đi. Này là mắm rút. Mắm rút. Nhưng mà chấm hột vịt lộn ok không? Nó có chấm sốt me. Đây sốt me đây. Đây sốt me nha cả nhà, mình sẽ rưới chấm hột vịt lộn này quá đỉnh luôn. Anh chấm cái này rồi anh cứ làm miếng nữa mời bạn. Đấy. Ôi ơi. Giờ chấm tiếp với nó. Rồi anh Phương cho em một cái tôi chấm, em rưới mắm rút để mình chấm với thịt rò. Cái tổ ớt á. Hai cả nhà. Khi mình lấy mình lắc ra nha. Đấy. Cái đó là mắm rút. Mình chấm với thịt
luộc hay mình mua về để mình ăn sống luôn. À rồi rồi rồi. Rồi mình để đây. Hạnh phúc rồi. Chị phép là làm miếng nữa các bạn ạ. Chấm vô nó. Chấm ngập không? Ngập luôn. Ngập, ngập. Mời cả nhà nhá. Ôi nóng không miệng ấy. Rồi, giờ bé Trâm nè, bé Trâm rất là thích cái nước lẩu nè, bé Trâm hết chịu nổi rồi. Mời bé Trâm ra đòn nha. Thử cái nước trước em. Cái nước nóng cũng phỏng đó nha. Nóng lắm nha. Thôi, cái muộn đó nó chơi nước dùng luôn. Ngon không? Ngọt ngay luôn. Rồi, anh Phương kìa, anh Phương thấy anh Phương có vẻ là chấm vô đây anh. Ngập vào cái súp me này. Rồi, mời cả nhà, mời chú nha. Anh Phương chấm vậy mới đã đấy. Nhưng mà cái nước sốt này á mà dưới với cơm trời ngon rồi. Trời nói. Đấy. Rồi con mời ba. Ba chấm gì vậy? Ba bắp đó không phải trứng lộn ơi. Nóng. Nóng mà cái nóng nó cũng nóng đó nha. Còn thấy nóng nó nóng hơn trứng á. Coi chừng cái nấm ở trong nó phỏng á. Trong nước sôi á. Được không? Bơ gáp nãy giờ. Vậy là ba thử cái miếng nước coi, ba thử miếng nước dùng coi. Chú phải đi với bọn con nhiều. Vì khi bọn con đi thực ra là như sếp Hải Sa Ba TV cũng nói là cái miệng nó phải đau thương bất nhập. Đúng rồi, đau thương bất nhập. Mời nha, đại gia đình ơi. Mình thì chưa luyện đến những mức độ đấy nhưng mà thì ra ôi cái nước nó ngon. Mình tự khen mèo dài đuôi luôn à. Không. Ngon mà. Thực sự nước này rất ngọt luôn. Dạ, em cảm ơn em. Bản thân quả trứng vịt lộn nó khi mà đã cho vào nước lẩu nó đã ngọt rồi nhưng mà hôm nay Nga lại nấu một cái nồi gọi là lẩu trứng vịt lộn. Đúng là tuyệt vời em ạ. Vừa nước trứng vịt lộn mà vừa nước lộc thịt. Ngon quá. Nhưng mà em cho anh xin quả trứng vịt lộn nữa đi. Thơm quá. Đấy. Mình xin quả nữa. Bồi bổ. Đây đều trứng luôn. Con luôn. Bữa nay anh phải chuẩn bị anh em mình có hành trình lái xe rất là xa. Nên mình phải bồi bổ cho Nam với anh Phương. Là anh Phương cái việc mà đường trong này thì em không thạo. Nhưng mà lái thì ok. Anh Phương cho em xin miếng bún anh Phương. Đây bún đây chị. Mà công nhận nha bé Trang. Lần đầu tiên mà chị Nga ăn cái nước sốt mèo của em ngon như vậy á. Này miếng bún bỏ vô lẩu vịt lộn. Nếu mà mình ăn mình order được không bé Trang? Dạ, được, chị ạ. Được hả? Order rồi em làm em giao cho mọi người luôn hay sao? Dạ, dạ. Giao khắp Việt Nam hay là sao em? Dạ. Toàn quốc luôn hả? Số điện thoại là bao nhiêu với Trang? Dạ, 0901419816. 0901419816 ha. Thì liên hệ em hình như là em có kênh TikTok đúng không? Dạ, Trang OC luôn. Trang OC Food. Dạ đúng rồi. Ok, cả nhà vô kênh TikTok Trang OC Food. Follow là bao nhiêu người em? Cảm ơn ba. Dạ. Nhớ follow kênh follow mình không thấy lỡ giả mạo sao? Chắc hơn 80.000 người đăng ký rồi cả nhà. Cho nên nếu idol TikTok rồi đấy. Thì nếu cả nhà muốn order nước mắm me nè. Rồi nước mắm gì, nước mắm sốt me, mắm ruốc me, sốt me thì cả nhà có thể liên hệ số điện thoại mà Nga để trên phần nội dung mô tả nha. Và đặc biệt ngày hôm nay đây cái phần mà trứng lộn á, Nga cũng giới thiệu cho cả nhà luôn. Tiện đây giới thiệu cho bà chị mình, đó đúng rồi. Đây là của em Bo, em Bo. Thì trên nếu mà cả nhà quay lại clip ở bên anh An chợ phiên Tây Bắc thì em Bo Xuân là người phát minh ra cái hộp để đựng cái trứng hột vịt bách thảo để mà anh Phương chụp. Hi, không bể, anh Phương ném lại. Hi, không bể nha cả nhà. Thì bao va đập, bao vỡ, bao trọi vô tường văng ra. Thì em Bo là người thiết kế. Mà giờ thử nha, thả tưng ra rồi Nga mượn con dao Nga khui cho cả nhà xem nha. Rồi ok nha, bể thì fail. Rồi giờ có dao chưa, có dao sẵn chưa? Rồi dao lấy dao đã. Rồi bây giờ mình sẽ thả nha cả nhà đây. Mình thả từ độ cao nửa mét đi ha. Tại vì thường thường người ta bóc hàng rớt hàng, nguy hiểm lắm. Cũng hồi hộp lắm nha. 1, 2, 3. Rồi. Rồi thả rõ ràng nha. Rồi, anh em. Cái vấn đề này. Giờ anh em thả nào. Không chi nhê gì á mà khi cái thực ra cái bên vận chuyển nha. Kiểu này là bể rồi đó. Kiểu này là hơn 1m2 rồi. Rồi bây giờ là bây giờ mình sẽ khơi ra hồi hộp là khúc này đây. Trong thời gian đó mình bật nồi nước lẩu hột vịt lộn lên riu riu đi. Cho có không khí sôi sôi giống ngày Tết. Này, đây bé Trang. Đấy. Thì nếu mà cả nhà coi thì ở trong đây em sẽ có một cái hình logo thiết kế anh đang xử lý cho em ấy. Thì ở đây là cơ sở sản xuất trứng cút lộn, hột vịt lộn lớn nhất ở khu vực Long Khánh mình với lại hướng về đây là gọi là gì ta? Bình Thuận. Bình Thuận nha cả nhà. Nhưng đó. Cái này là trại của chị có gần 20 trại chứ không nhiều hết đó. 20 trại, một trại mấy chục ngàn con.
các loại trứng luôn. Các loại trứng trên đời luôn. Trứng cút, trứng gà, trứng vịt, trứng gì cũng có hết. Đừng có dở trứng là được. Đúng rồi, trứng gì cũng có, đừng có dở trứng là. Trứng người có. Đây là đang dở trứng đó nè em. Đây là mắt dở trứng đó. Đây cả nhà. Ủa, thì nếu mà để nghe coi coi ở trong đây có số điện thoại không? Ai thấy cái logo. Bo Son nha cả nhà. Đó, Bo Son Shop có địa chỉ có logo luôn. Với số điện thoại là 0395 405 461 nha. Đó, Bo Shop có cái kênh TikTok mới vừa mở luôn chứ là trên Shopee nha cả nhà, mã vạch đây. Mã quét đây. Đó, logo đấy của anh chàng. À, đó, rồi giờ Nang nè. Hồi hộp quá, bể hết là cười chết luôn nè. Bể hết là do lỗi kỹ thuật nha. Còn có một cái nữa nè. Đây được bao. Đây. Nguyên vẹn. Không bể quả nào luôn cả nhà ơi. Ôi hay quá, đấy thấy chưa, mình là hàng thật Việt thật, người Việt Nam là sử dụng hàng Việt Nam. Mà sức mạnh của anh đấy là cũng căng đấy, sức mạnh của anh là căng đấy. Thì Bo Shop có nói là chị Nga ơi, chị Nga về mà em không có tiếp chị Nga được, thôi chị Nga đừng có buồn em. Có gì ít bữa chị Nga ra chơi với em thì chị Nga đưa em đi cắt đầu tóc. Tại vì mình cấy đầu tóc thằng cu quá xuân á. Nói giờ em đền tội là em để cho Nga đưa em đi ủi luôn. Đấy. Thì mình phải nói là cảm ơn bạn Bo Son, một bạn rất là trẻ mới có 16 tuổi thôi nhưng mà đã nghĩ ra một cái phương thức vận chuyển và đưa cái hàng Việt Nam mình ra những cái nơi thị trường xa hơn và an toàn hơn trong cách vận chuyển. Và đặc biệt là hôm nay cảm ơn bé Trang sản xuất ra nước mắm này. Nhưng mà nếu cả nhà chiếu kỹ xuống cái hộp này, này không thiếu phần bé Trang, bé Trâm nha. Đây là cái logo thiết kế thương hiệu của áo quần của bé Trâm. Đó, mà Nga hay mặc trong suốt hành trình vừa qua. Còn hôm nay bất ngờ là phải quay ngược về Sài Gòn để đón anh An. Cho nên thôi có gì chơi cái đó. Chứ đồ đạc ở trong vali chưa kịp đúng, gửi Sài Gòn cả nhà. Gửi hết ở Sài Gòn, gửi ở nhà bé Trâm á. Rồi tối ngày mai là chạy ngược lên. Cho nên nếu mà đại gia đình có coi video này mà anh An tới gặp lại mọi người thì sẽ có một cái clip ăn sáng ở đây. Mà Nga với lại chị Phú đi miền Tây thì mấy chị em cày ghê lắm. Một ngày cày 3 clip một lúc luôn. Cho nên 2 ngày đã có 6 clip. Cho nên mọi người nói ủa tại sao đang đăng clip miền Tây mà em Nga với lại Phú Long Khánh của em lại về lại Sài Gòn. Thì xin thưa là tại vì mình dự trữ 1-2 clip để trong thời gian mà về đây 1-2 hôm mình tiếp anh An thì mình không có quay. Thì hôm nay thì tiếp anh An thì phải có bữa cơm với anh An đúng không ạ? Cho nên mọi người xin đừng có thắc mắc nha. Cảm ơn đại gia đình rất là nhiều. Mà trong cái khoảng thời gian mà mình ở Đồng Nai này, ở tại nhà Nga luôn. Nga đưa đi quay, nói chung là ép lắm. Ép quay đến khi mà gia đình nhà mình có công việc thì ta mình về lại làm xong là mình lại cày tiếp, là mình up lên sẵn đấy, là chỉ hẹn giờ cho lên thôi. Thì nhiều cái khán giả cũng bảo là gia đình có chuyện mà tại sao vẫn có video. Tại vì anh em mình thực ra khi anh em mình đi làm việc ấy nó rất là ok và rất là nghiêm túc để anh em mình quay chia sẻ với quý khán giả. Đó là những cái điều mà anh em mình làm cho nên là nhiều khán giả là cũng phải thông cảm cho anh em mình. Kiểu như anh em mình cố gắng, thí dụ như còn thời gian hay là còn sức khỏe thì ráng quay thêm 1-2 video để mà phòng trừ những cái trường hợp như vậy nè cả nhà. Đó, thôi mà mời mọi người dùng nha, em dùng miếng bún nói hồi quên ăn này luôn. Rồi, con mời ba. Rồi. Nhưng mà nồi trứng này thật sự chất lượng ha, thấy ba múc nữa là biết là ngon rồi. Bé Trâm ra đòn đi bé Trâm ơi, mình tự xử nha. Công nhận nước lẩu thật sự ngon. Có phải lần đầu tiên anh ăn không? Lần đầu tiên mà anh nói là thực ra cái nồi lẩu mà có trứng vịt lộn á thì anh có cho vào cho nó ngọt nước. Dạ. Thế nhưng mà để mà nói là một nồi lẩu mà tầm 40 quả trứng vịt lộn này là lẩu trứng vịt lộn thì chưa bao giờ ăn. Thảo nào cứ bảo anh lên trà lá thuốc Lào với bố em với lại anh Phương đi. Cho anh bất ngờ mẹ. Sao còn như bất ngờ nữa. Sao anh thấy em gái của anh đảm đang cỡ đó sao? Xứng đáng có mấy người yêu. Đừng nói câu đấy, đừng nói câu đấy. Ông chả cho Nga yêu ai đâu, để mà đi quay giọng thôi. Biết lắm, nói rồi nhờ em. Khi mà em gái mình ấy mà lựa chọn được một cái người mà thực sự là biết yêu thương, mà biết chia sẻ đó với cái công việc của anh em mình thì chắc chắn cái điều đấy là một cái điều mà mình rất là mừng luôn. Dạ. Như hiện tại thì thời điểm này thì mình chưa thấy. Chưa có ai hiểu mình hết, nên mình chưa chia sẻ được. Khi nào mình có mình chia sẻ nha. Đang thèm món này. Ngon. Này. Thịt luộc. Uống vô cái gì? Đây à, anh mời ăn ớt luôn.
hoàn vẹn chưa? Rồi. Nhìn chảy nước miếng rồi đó. Sốt mắm nha. Rồi, chấm thịt cả nhà nha. Dạ. Ngọt luôn. Ngọt luôn. Ôi. Sao ngon không? Cảm nhận sao? Có chừng nóng mấy chồng. Mấy cha đưa nghe lấy nước nha. Nước ngon ha. Cà rốt. Vô tới không miệng á. Nó muốt rất là thơm. Ăn kẹp với thịt nữa. Dạ. Cái đồ béo. Rồi anh An. Trời ơi anh An. Cái này á làng cự lắm anh. Anh nghe rửa mắm chưa? Rửa mắm nghĩa là sao? Khi mà tụi em làm em phải rửa sạch cái mắm đi. Gọi là rửa mắm, cái khâu rửa mắm có đọc mắm. Khâu này rất là cực. Hầu như là mọi người sẽ không làm khâu này. Nhiều khi á cũng nói sẽ làm cực những khâu, nhưng mà để mang lại cái chất lượng vệ sinh nhất cho mọi người luôn. Ở trong cái TikTok của bác Trang, em cũng bắt qua những clip rửa mắm bác Trang rất là cực nha. Phải chắc từng xíu xíu một và chỉ đọc cái cốt mắm thôi. Nga sẽ để cái logo của TikTok của bé Trang trên nó để cho mọi người coi luôn trên cái kênh nha, sẽ biết để rồi trực tiếp vào trong cái kênh của em để mà coi. Rồi bé anh em, bé Trang đi mua rồi cái thịt ba chỉ này đúng không? Dạ đúng rồi. Chất lượng đấy. Chất lượng đấy. Em sắc cũng chất lượng đấy. Miếng nào miếng nó chọi cái là chết đấy. Thực ra thì anh em mình đi nhiều vùng miền rồi, và mỗi vùng miền đều có một cái phong cách, một cái kiểu ăn khác nhau đúng và rồi. Những cái món khác nhau. Nhưng mà cái món mà chấm như thế này thì phải dùng tay là ngon nhất. Mời các bạn nhé. Ôi, em cảm ơn Phương, quá tuyệt vời. Rồi, ra, mời ba. Ba của mình luôn. Này là mắm gì? Dạ, mắm rút me. Ba thích mắm rút lắm, mình cuốn cho ba thêm một cái nữa. Ba em thích ăn thịt mỡ mỡ kìa. Mỡ rồi, đây à? Ừ, đúng rồi, mỡ vậy nè. Cái đó ta gọi là hổ phụ sinh hổ tử. Dạ, đúng rồi, đây, mỡ ba mình thích mỡ. Không biết tại sao Nga thích ăn mỡ rồi đó. Y chang. Sao ba được ba? Làm một chùy nữa ba. Khó nói quá. Khó nói quá. Từ đi hả? À. Thôi chứ con cũng phải xin phép chứ. Thấy mình nói không ra lời mình cũng thèm quá rồi. Này cầm miếng thịt không chấm cũng ngon. Đúng rồi. Đúng rồi em. Ờ, thật sự luôn. Đúng rồi đây. Chăm nói đúng á, mình phải cuốn miếng đã. Mời đại gia đình nha, mắm rút me. Với cả nhà ở đây có thể là nó cũng sẽ quen với cái món này rồi, nhưng mà với anh nó rất là lạ. Đấy, vì mình ở ngoài Bắc nhưng mà thực sự là nó rất là cuốn luôn. Rồi, rồi. Hai miếng. Hai miếng luôn. Thôi đây mình mỗi đứa miếng. Ok. Rồi. Rồi. Rồi cả nhà rồi. Rồi. Rồi, chấm nào. Vô. Vô. Anh cho trước. Ăn trước đây, em. Rồi. Rồi. Cho em cuốn khiêm tốn vậy. Mẹ Trang không? Em làm ra mà. Người tạo nên thương hiệu cái mắm ruốc me này á, mà không ăn thì nghe nó buồn. Dạ. Đang đợi em. Thấy chị nghe với mọi người ăn ngon quá. Bé Trang nhìn quà luôn. Quà luôn. Bé Trang cười không nè. Trời, Trang cũng hớt một miếng luôn. Wow, một khách luôn hả? Một khách luôn. Trời ơi, bự vậy Nga luôn. Nga không chịu. Nga phải hơn. Để chị. Để chị. Thôi, cái món này đắt hàng quá. Ủa, cái món này có vẻ là cuốn cho caramel một miếng thôi. Để em cuốn nạt cho chị Phú. Nè, chị Phú nè. Đừng nói không để nạt cái chị nha. Em này em nói trên kênh của em á. Nè, nguyên cái phần xương như xương cá là phần nạt của chị nè. Nè, chị thấy không? Thấy con em chị không? Đây, đây, đây. Một miếng nạc luôn, chứ này. Đây, Phú nè, nạc này, lông cánh que em này. Hai miếng nạc này, một miếng ngò này. Hợp lý chưa? Ôi thôi. Chưa biết cuốn, mà cuốn cho người mình thì dễ lắm. Bỏ đại vô miệng, cuốn cho người ta run tay. Đây, kệ. Đây chị ơi, em xin. Cảm ơn. Chấm vô. Vô luôn. Vô. Rồi. Đấy. Mời chị Phú nha. Mời cái nhà. Ngon nhá. Ngon. Không hãm được nhá. Rồi mấy bữa nay anh đang có chuyện buồn á, xuống 6kg rồi. Cho nên bữa nay mặc đồ đẹp thiệt nhưng mà phải mập lên xíu mới đẹp. Em sẽ chăm sóc anh trong chặng đường này cho anh bụng anh phình lên. Giống bụng ba em. Rồi chén ăn rồi đã hết nha, đua nha. Cái này là nghiền luôn đấy. Nghiền luôn. Anh nói đúng á, cơm nóng mình rưới lên nữa. Đúng rồi. Bé Trang phát huy hết cái món này nha em. Cố gắng phát huy giữ cái hương vị này nha. Chị tin sớm muộn gì em cũng thành công cái này. Cái này các bạn sinh viên mua và ăn cũng tiện lắm chị. Nếu mà thành công sau này chuẩn đi, chuẩn cái này xong rồi biết đâu chị
nói người YouTube nào cũng phải bán sản phẩm mà, biết đâu mình ký thương hiệu độc quyền bán cho em. Đúng rồi. Ngon. Là chim cứ dĩa thịt luộc nào. Đại lại lý. Ngồi chấm mắm thôi. Thối ở ngoài Bắc nhá. Ồ, có anh đang làm hậu thuẫn luôn. Được không? Được quá. Thường thường chị Nga không ăn chua, nhưng mà chị Nga ăn được cái mắm này chứng tỏ là tất cả mọi người dùng được. Còn muốn thêm chua thêm á thì nặng thêm miếng chanh. Chua kiểu chua. Cái sốt me này chị có một cái bí quyết em chia sẻ luôn. Là chẳng hạn như mọi người thích ăn những cái món này xào me, chẳng hạn như vịt lộn xào me, trứng xào me, ốc xào me. Mua về phải không, các bạn không cần phải cực khổ lọc me làm. Ở đây có hết rồi, và chỉ cần đổ sốt thì thôi là xong. Hay quá trời ơi, đúng luôn á. Được rồi. Em thường thường bán một hũ này bao nhiêu, một lọ dễ thương này bao nhiêu? Em cảm ơn ba. Đây con gấu, hình con gấu luôn cả nhà. Dạ. Bé thích con gấu thì sao? Cái gấu thì trung bình là tầm là 55 ngàn. À. Dạ. Còn mắm ruốc thì tầm là 65. Ừ, mắm ruốc thì nó mắc hơn, nó cực hơn, mình lọc rồi. Lọc mắm rất là cực. Ok, tí để cho chị nghe năm lọ lọ này, năm lọ kia nha. Dạ. Để về dạ. Tới hôm nay ngồi pha thịt luộc chấm mắm me. Mắm ruốc. Dạ. Ủa cái bình kiểu này mình đặt người ta làm mà sao? Dạ, đặt riêng đó chú. Bình gấu là bằng đặc riêng ngoài sữa. Nếu mà sau này chị Nga bán thương hiệu là em phải logo hình của Nga Sumo cái đầu. Cái đầu đội cái nón ngược lại, mang cặp kính vô. Đấy. Mà phải cười, cười để từ nha, coi răng mình có dính râu mà. Mình phải có một cái thương hiệu của mình á. Dạ. Mình cười nhe răng ra. Em làm cho chị cái hình cười nhe răng. Cá này là cá gì đây? Cá ba sa. Cá ba sa. Em để sẵn cái dĩa luôn á. Không, múc ở trong nồi đâu. Anh Phương ơi, đưa múc cơm anh Phương. Bà. Anh cứ xin phép là làm nướng. Dạ, anh Phương ra đòn chưa? Anh đang ăn chứ, dùng chưa? Dạ. Rồi bếp chăm. Cái cá này kiểu như là cái cá kho mà với tiêu xanh này. Cực kỳ ngon dạ. Luôn. Mà cái nước sốt của nó cứ mình phải tưới vào. Dạ đúng rồi anh. Nghiên thùng đổ nước cho anh. Hỏi bà đó, bà hỏi chồng ở chồng mà em đẹp không chồng? Kêu 20 năm về trước á thì nghiêng thùng nghiêng thành đổ nước, còn bây giờ cũng nghiêng mà nghiêng thùng đổ gánh. Đó, ngày xưa là chim sa cá lặn, bây giờ chim sa mà cá sùi, không sùi một tâm lên luôn, lặn một hồi là lặn xuống tới sình luôn. Wow, anh Phương chu đáo chưa? Hay, để lên đây cho ba thưởng thức luôn. Khi mà Nga cũng như là anh chị Phương Phú về đón mình á thì trên chuyến này sẽ không có cô chú đi cùng nữa. Dạ. Cô thì cũng ở nhà quá trời việc. Dạ. Và chú thì thực sự mà nói là chú đã đi đồng hành cùng anh em mình rất là lâu rồi. Dạ. Nhưng mà có một cái vấn đề là đợt chú bị trẹo một chút chân và đến thời điểm này là vẫn chưa khỏi. Dạ. Nên là thành ra đợt này chú sẽ không đi để anh em mình đi. Dạ. Để chú lại ở nhà chú dưỡng thương. Mẹ em ở nhà chăm ba. Chú dưỡng thương sau đấy là khi mà tiếp. Anh em mình quay trở lại thì chú lại tiếp tục đi cùng anh em mình. Cả nhà miếng cá này. Đây, miếng cá mà mỡ này thích lắm. Ôi. Cái phần mỡ này. Mỡ đấy mình thích đấy. Mỡ này. Ngon chưa? Mỡ cá như cà rêu. Dạ. Đây con biết ba cũng thích lắm, múc cho ba miếng luôn. Cái phần này hai cha con là ngày xưa là chuyên gia dành nhau đấy. Đấy, cảm ơn. Đây ba cho miếng nước lên. Sau đợt này bọn con đi chú ở nhà nhớ phải giữ gìn sức khỏe này. Đấy, mình sau nữa là hồi phục cái chấn thương đi. Rồi. Chú cháu mình lại tiếp tục đồng hành. Thôi mời cả nhà nha. Chiều nay là xong rồi đưa chú đi để kiểm tra lại cái phần chân. Ngon em ăn chưa? Đây giờ em thử nè, rưới miếng sốt đây nè. Bỏ miếng xương ra. Em đang thử miếng cá chưa? Ngon lắm rồi. Đấy. Nghe em nói câu nữa là hết luôn cả miếng cá này luôn. Ăn sáng rồi đó nha. Ừ. Cái anh Phương kìa. Ngon. Trời ơi, bé chăm ngon. Nhưng mà chị nghe là mẹ nói thiệt luôn. Ngày trước là mẹ em kho như vậy hả? Mẹ em kho giống như vậy, cũng cá kho, cũng thịt heo và tiêu xanh nữa.
Thì cả nhà ơi, cũng vô tình mà em Trâm nói thì Nga cũng tâm sự thật. Em Trâm đã có ước mơ của mình, ấp ủ của mình là thiết kế áo quần và những cái content về ẩm thực. Và đặc biệt là em đã làm rất là nhiều video làm thiện nguyện ở nhà trong máy em rất là nhiều và có một cái team luôn. Nhưng mà em lại rất là ngại đăng lên. Thì khi mà tiếp xúc với mình, cái sự tích cực của mình mang lại cho em cái ngọn lửa nhiệt huyết. Cho nên sắp tới em sẽ quyết định là em sẽ gác công việc quản lý chuỗi nhà hàng qua một bên để mà em hình thành ước mơ đó. Và đặc biệt là ước mơ chậm trễ hơn một chút đó chính là trên cái video mà Nga đã gặp lại em Trâm cái ăn bữa cơm ở nhà hàng Đồng Quê cả nhà. Thì Nga có ghim lên trên đó, nếu mà cả nhà đọc cuối cái bình luận ghim đó thì mình đã nói một câu, đó là mẹ em ở trên thiên đường chắc chắn sẽ ủng hộ em vì mẹ em Trâm mất rồi. Dạ, mất được 2 năm nhỉ? 2 năm đó, cho nên chị tin là mẹ em cũng sẽ ủng hộ ước mơ của em. Nhờ. Cảm ơn chị nghe. Đó, cả nhà. Rồi ăn tiếp đi, ăn hương vị mà mẹ em nói là chị cũng bất ngờ điều đó. À, không, dạ, em cứ ăn đi. Mình cũng không biết làm cái gì để mà động viên tinh thần cho em. Chỉ ngoài là ủng hộ em làm thiết kế áo quần nè. Sẽ mang những cái áo em thiết kế cho mình để đi trên con đường ẩm thực của Nga. Và đặc biệt là em gái của bé Trâm cũng có một cái năng khiếu là nấu những cái loại nước sốt rất là ngon. Nga đảm bảo ngon, nếu mà cả nhà không ngon thì cứ nói gợi ý cho bé Trang để mà bé Trang những cái góp ý đó bé Trang cố gắng để mà làm cải thiện hơn em nhé, cố gắng em nhé. Rồi mình ăn thập cẩm nha. Mình ăn thập cẩm. Với cái món sốt này thì anh cũng muốn chia sẻ thêm là dạ. Anh là người Bắc. Dạ. Đấy mà ăn những cái món miền Nam thực sự là nó cũng không hợp cho lắm. Nó hơi ngọt. Dạ. Thế nhưng mà với món sốt này là anh ăn được thì chắc chắn là quý khán giả cũng sẽ ăn được. Dạ, em cũng mong là khán giả sẽ tiếp nhận. Ngoài Bắc thì nó không kho cá như này. Thế nhưng mà hôm nay Nga kho thì ăn rất là ngon luôn. Anh em mình đi quay suốt à. Đâu có dịp vào bếp. Ngoài em thích nhất vào bếp để nấu cho những người mình yêu thương. Bữa Nga cùng với Lê chú nó về nhà mình ấy, thì chính Nga cũng là người vào bếp để nấu. Nấu món cá hôm cho hôm nay là món cháo cá cùng với lại cá hấp. Ngày hôm nay ở nhà Trâm cũng vậy. Dạ. Đấy. Em là chị em thích ăn cơm gia đình lắm. Nhưng mà tại anh em mình ăn thấy không? Ở khách sạn nhiều hơn ở nhà. Ăn cơm bụi nhiều hơn ăn cơm nhà thật sự mà nói. Ngon. Nhanh ghê. Dạ. Đám cưới bên kia nhạc ồn nó dí em á. Khả năng là sau cái clip này chút nữa là anh em mình làm mâm sang bên đấy ăn cưới. Dạ. Vui. Tại vì anh nó gặp em với mọi người á. Anh nó nghe xuống mâm, tí qua đây nha. Tí mình qua mình trả thù cái vụ hát. Mình hát một phát là đảm bảo khách đứng lên, đi thẳng, giải tán liền. Em bắt vợ liền. Không. Nếu như để nói về có một cái clip mà hát, nếu như không có bản quyền ấy, thì chắc chắn là anh em mình sẽ hát. Đó. Mà hát thì mọi người chắc chắn sẽ biết cái giọng hát anh em mình như thế nào. Thực sự là nghe hát rất là hay. Rất là hay luôn. Em hay trong cái sấm chợ cả nhà. Thì thôi đại gia đình ơi. Bữa tiệc nào cũng phải tan, bữa cơm nào ăn phải no đó. Thật ra chưa no tí mình có gì để đó mình chiều mình để dành mình ăn tiếp. Đây cái này không vi phạm. Đấy. Thì Nga cũng cảm ơn hôm nay là đại gia đình đã theo dõi video ngày hôm nay. Cảm ơn anh An đã lại tiếp tục cùng với lại đội của em và Long Khánh của em hành trình với nhau. Thì cả nhà Nga cũng hôm nay có thể là ăn ít nhưng mà tâm sự nhiều một chút. Tại vì gặp lại anh An, gặp lại bé Trâm. Thì có thể Nga đã từng nói trên video của Nga, nếu mà khán giả yêu thương Nga là khán giả mà luôn luôn coi những clip của Nga và Long Khánh của em bao gồm anh An, thì tụi Nga quay với nhau sẽ có một đoạn đường đi chung với nhau, nhưng mà có một đoạn đường là rẽ ra để mỗi anh em, mỗi người anh, người chị và thậm chí là Nga tìm một cái cách quay mới, một cái hướng đi mới. Thì lúc đó đại gia đình nói, tại sao không quay chung với Long Khánh của em? Tại sao không quay với anh An Chợ Phiên Tây Bắc hay không quay với anh này, chị nọ, chị kia? Đó là ai cũng phải tìm cái điều mới mẻ nhất dành cho đại gia đình của mình xem, đúng không ạ? Không thể nào nó cứ cũ hoài. Coi hoài thì nó nhàm chán. Đó, cho nên xin đại gia đình đừng thắc mắc là ví dụ ít bữa Nga với anh An không đi chung với nhau. Nhưng mà không phải là không đi chung là không chơi với nhau nha. À, vậy á. Thì thôi Nga xin phép là cảm ơn đại gia đình nè. À.
cảm ơn anh An. Em cũng mong lúc nào anh cũng khỏe mạnh, giữ nụ cười trên môi như là chính là em nè. Cảm ơn bé Trâm, cảm ơn bé Trang. Và chị mong là ước mơ của em và những cái ấp ủ của hai chị em luôn đi, hai chị em luôn nha cả nhà, sẽ thành công, thành hiện thực. Đó, chúc em ngày hôm nay và sau này luôn. Cảm ơn bé Trâm rất là nhiều. Rồi, cảm ơn Long Khánh quê em, cảm ơn anh Phương. Và phải đưa chiều đưa ba đi bó chân lại. Nôn cảm ơn ba luôn. Ba đang buồn, bữa nay không thấy ba nói gì luôn. Tại vì ba muốn đi quay với mình, nhưng mà muốn đi chung. Nhưng mà đợi khỏe đi, đi Trung Quốc chơi. Nha xin phép là dừng video tại đây ngày hôm nay. Cảm ơn đại gia đình đã theo dõi Nha Sumo. Cảm ơn tất cả mọi người. Như câu nghe nói không phải là thức ăn không ngon, mà các bạn chưa tìm được món mình thích đúng mà. Xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn đại gia đình đã yêu quý kênh Nga Sumo nha. Nếu mà được thì xin cả nhà hãy cho Nga một cái like, một cái đăng ký, một cái chia sẻ nha. Yêu thương cả nhà nhiều lắm. Love you.